Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ, truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ cũng vì thế mà thông minh sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy lực, có địa vị và những gia chủ tuổi Nhâm Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, tôn trọng. Quý vị biết không ạ? Họ còn có một con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người xung quanh nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế nhạy cảm đó mà những người tuổi Nhâm Thân dễ dàng hiểu thấu mọi tâm tư nỗi niềm thầm kín của những người xung quanh mình. Và từ đó tìm ra cách để có thể chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, bế tắc. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022, những gia chủ tuổi Nhâm Thân phạm phải hạn xung thái tuế và đây là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình, những khó khăn trắc trở đó không làm cho những gia chủ tuổi Nhâm Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Nhâm Thân dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 2 âm lịch chính là một thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Nhâm Thân. Vậy nên vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây để có thể nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và chê chội. Đây chính là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo. Là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân sinh năm 1992 nhìn chung ổn định trong tháng này, bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần phải chủ động hơn nữa dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng vận, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 2 âm lịch, thậm chí có thời điểm chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt quý nhân khá vượng vận, giúp bạn có thể làm đâu thắng đó, dù khó thì cũng có người nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc sẽ diễn ra rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình một việc làm phù hợp. Nhìn chung thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân,
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, gia chủ có cơ hội tốt về tài lộc trong tháng, lợi nhuận, kinh doanh tăng lên, dễ được quý nhân giúp đỡ, đầu tư bất động sản có cơ may thu được lợi nhuận hơn người hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên, thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn, vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiền có thể bị mất trộm, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình đã làm ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Thân trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện khá rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện bản thân để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Nhâm Thân có ý định sinh con trong năm nay nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ, sớm mẹ tròn con vuông. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này nhân duyên của tuổi Nhâm Thân vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều người bạn mới, vừa thân thiết trong cuộc sống lại vừa hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp, tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có sự đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương nhiều hơn. Ngoài ra thì con giáp này cũng nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối kẻo sai chân vào lưới tình tay ba phức tạp khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ cập nhật những nội dung kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh hữu ích. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.